chúng ta được yêu cầu tính giá trị của biểu thức 5 mũ x trừ đi 3 mũ x với x bằng 2. Tạm dừng video và bạn hãy thử tính thử xem biểu thức này có giá trị bằng mấy khi x bằng 2. Giờ chúng ta cùng làm nhé. Chúng ta muốn tính chỗ này thì chúng ta sẽ cần thay x bằng 2. Biểu thức này khi x bằng 2 sẽ bằng 5 mũ 2 trừ đi 3 mũ 2. Vậy kết quả sẽ bằng mấy? 5 mũ 2, tức là 5 nhân 5 trừ đi 3 mũ 2 sẽ là 3 nhân 3. Theo thứ tự thực hiện phép tính, chúng ta thực hiện phép nhân trước, phép trừ. Để thấy rõ hơn, tôi sẽ đặt dấu ngoặc ở đây. Kết quả đây sẽ bằng 5 nhân 5 là 25 trừ đi 9 bằng 25 trừ 9 bằng 16. Vậy kết quả tính giá trị biểu thức sẽ bằng 16 khi x bằng 2. Một ví dụ khác, bây giờ chúng ta được yêu cầu tính giá trị của biểu thức y bình trừ dx mũ 4 khi y bằng 9 và x bằng 2. Một lần nữa tạm dừng video và tự thử tính xem. Được rồi, bây giờ chúng ta có các biến là các cơ số trái lại với số mũ ở đây. Chúng ta có hai biến khác nhau, nhưng chúng ta cứ thay y bằng 9 và x bằng 2. Vì vậy ở đây biểu thức sẽ là 9 bình trừ đi 2, 9 bình trừ 2 mũ 4. Kết quả sẽ bằng 9 bình là 9 lần 9. Vậy nguyên cái này sẽ bằng 81. 9 x 9 bằng 81. Từ đó chúng ta sẽ trừ đi 2 lũy thừa 4. 2 lũy thừa 4 bằng bao nhiêu? Sẽ bằng 2 x 2 x 2. 2 lần 2 là 4. 4 lần 2 là 8. 8 lần 2 là 16. Vì vậy sẽ trừ đi 16. Vậy kết quả sẽ là 81 trừ đi 6 là 76. Sau đó trừ thêm 10 sẽ là 65. Vậy ta sẽ có 65 là giá trị của biểu thức